chào các em ở trong cái video này anh sẽ sửa chấp thơ 64 mỗi chắp là anh sẽ làm mỗi cái video của các em thì các em hãy tua lại tới những cái câu mà các em thắc mắc bây giờ anh sẽ bắt đầu sửa chấp thơ 64 đây ok go câu 1 gọi ab là phần thực và phần áo của số phức z bằng trừ ba cộng hai y tính giá trị của a cộng hai b thì cái này là a nè mấy em còn đây là b thì em có a bằng trừ ba còn b bằng hai em sẽ có a cộng 2b là bằng trừ 3 cộng 2 x 2 là bằng 1 là câu a câu 2 tính mô của cái này thì mấy đứa bấm máy là xong rồi anh hướng dẫn bấm máy nha đây mấy đứa bấm như nè post 2 rồi bấm mô đun vô đây rồi 1 cộng 7y chia 3 triệu 40 ở video này thì anh chỉ giải thôi chứ anh không có giải lý thuyết nữa mấy em là câu c anh sẽ không giải thuyết thì cái lý thuyết anh giảng ở trong cái đề ý rồi câu 3 cũng tương tự là bấm máy luôn em thì mấy em phải tìm ra cái liên hợp giác này trước đi em tìm cái liên hợp giác rồi em mới tìm ra đội Z liên hợp giác 1 2 y nhân 1 cộng y mũ 3 ok cho nên z liên hợp là bằng 2 cộng 6 y cho nên từ đây em suy ra z là bằng 2 6 y cho nên tọa độ của nó là 2 trừ 6 em là D. Câu 4 thì tích phân này nó sẽ bằng F lớn 1 trừ F lớn 0. Cho nên nó là 5 trừ 2 là còn 3. Câu D. Câu 5 thì mấy đứa bấm máy. Diện tích nó sẽ bằng tích phân chạy từ biên này tới biên kia trừ 1 tới 2 của trị đối. 3X bình trừ cho 2X cộng 5. DX. Ok. Bây giờ mấy em bấm máy là xong rồi chỉ tuyệt đối nè ủa tích phân bấm mất một tích phân được chứ nãy giờ có quay không nha ok có quay anh không quay cái mặt của anh nha mấy em tại vì cái này là video sửa đề thôi quay cái mặt của anh thì cái cái màn hình nó bị giật lắm mấy em không có cần nhìn cái mặt của anh đâu cái mặt của anh hàng ngày mấy em nhìn chán rồi cần đâu nhìn cái mặt của anh nữa đúng chưa vô nè nó tính hơi lâu quá mấy em. 9 phẩy 962 là câu B đó. 269 phần 27 là 9 phẩy 962 đó mấy em. Vậy là câu 5 đáp án là B. Câu 6 Cho mặt cầu S và điểm A thuộc mặt S. Điểm A thuộc S. Mặt phẳng tiếp xúc với S tại A có phương trình là gì thì mấy em phải dễ ra. Đây là cái mặt cầu S nè. Còn đây là cái mặt phẳng tiếp xúc nè Đó, đây là cái mặt phẳng tiếp xúc Thì nó tiếp xúc tại điểm A mấy em Nó nó tiếp xúc tại điểm A này nè được. Nó tiếp xúc tại cái điểm A này nè Được chưa Thì mấy em để ý thì, thì mấy em ở trong cái mặt cầu này mấy em lấy cái tâm được nè Là cái tâm Cái tâm nó sẽ có tọa độ là Trừ 2, 1, 0 đúng không Thì mấy em để ý nè Cái vector IA này cái vector IA nè nó chính là vector phát tiếng của mặt này luôn em cho nên mình sẽ tính vector IA mới đó Ví, vector IA lấy A trừ Y là nó sẽ ra là 3 0 0 3 0 0 nên xóa cái xóa ui không nhầm này là xóa nè 3 0, 0 phải không cái xóa này sao nó cũng bự quá ta 3 0, 0. 300 nữa em thì em đặt nhân tử ra ở trong nó còn 100 cho nên cái phương trình mặt phẳng của em á cái vector IA nó chính là cái vector pháp tuyến của phương của cái mặt phẳng này luôn rồi mấy em tại vì nó vuông góc cho nên em sẽ có là cái phương trình mặt phẳng này nó sẽ có dạng là 100 đúng không là x cộng d bằng 0 thì nhiệm vụ cuối cùng của em á là bởi vì cái điểm A này nè nó thuộc cái mặt phẳng này cho nên em thế cái điểm A này vào mặt phẳng này là em sẽ tìm được D thế vô 1, 0, 0 phải vô x y z là nó sẽ ra 1 cộng d bằng 0 mình sẽ giải ra d bằng trừ 1 với em d bằng trừ 1 d trừ 1 đáng là d mới đó d trừ 1 đáng là d nha xong câu 7 trong không gian cho đường thẳng d là cái này và điểm m và song song với đường thẳng d song song tức là chỉ phương của d nó sẽ bằng chỉ phương của delta mấy em hai cái đường thẳng nó song song nè chỉ phương của hàng này lại là chỉ phương của thằng kia đúng không? Hai hàng giống nhau. Thì từ đây em xác định được chỉ phương là mấy nhỉ? Chỉ phương của nó là là 12 2 -1 của em. 12 2 -1. -1 2 -1 thì em phải lỗi của B của D ra đi. Tại vì cô B của D không thể là 12 2 -1 đâu. Hoặc là A hoặc là C thôi. Tại vì á 12 2 -1 thì các em cũng có thể thu gọn thành 1 2 1 đúng chưa? 1 chia 21 thì hoặc là A hoặc là C nhưng mà đáp án là A. Tại vì nó lấy cái điểm M nè là 0 1 1 là câu A. Câu 8 Câu 8 phương trình mặt cầu tâm y có bán kính là 5 thì cái này là lý thuyết không các em? Nó sẽ ra là x trừ cho cái này là -3 tất cả bình cộng cho y trừ cho cái này là cộng 1 tất cả bình cộng cho z 0 thì nó là z bình rồi mấy em. Là 5 bình phương là 25. Cho nên đáp án của câu này là câu C. 8C. Câu 9. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của D? Ok. Phương trình chính tắc của D là từ đây em rút T nha. T đó sẽ bằng x 3 chia -1. Còn này em rút T ra bằng y cộng 1 chia 2. Còn em rút T ra bằng là bằng Bằng, bằng, bằng z chia -3 các em. Cho nên từ đây em có là x 3 chia -1 phải bằng y 1 chia 2 phải bằng z chia -3 thì nó sẽ là câu A. Chính à. Câu 10. Cho vector u vector v tìm m sao cho tích vô hướng bằng 1. Quá đơn giản, tích vô hướng là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao. Thì các em sẽ có là 2 nhân 0 3 m bằng 1. thì từ đây em tương đương là m sẽ bằng 2. Ok. Nghĩa là kết thúc chapter thơ 64 Đó là cái lời giải của anh cho các em Và cái video này anh sẽ lưu lại và anh up lên youtube Thì không các em không có cần xem hết cái video này của anh Các em chỉ cần tua lại tua lại tua lại những cái đoạn cần 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 làm thôi là xong Rồi tạm biệt các em nghe Anh sẽ bắt đầu bấm máy quay chapter thơ xong làm này Bye bye 7 phút